Quốc Thuận, con gái chú Lê Bình, bị người ta nhắn tin phản cảm, nói không hay về gia đình. Tôi nói với con gái chú Lê Bình, ba con đang hàng ngày giành lấy sự sống. Mà sự sống là thuốc, là tiền, còn con muốn ba con chết sớm không? Nghệ sĩ Quốc Thuận chia sẻ. Thông tin về nghệ sĩ Lê Bình nhập viện vì ung thư phổi giai đoạn 4 chỉ mới được một số anh chị em trong nghề nghệ sĩ biết vào ngày hôm qua 23 tháng 8. Sau hơn 3 tháng, ông nằm điều trị tại bệnh viện. 3 tháng trước, ngày Mai Phương nhập viện 175 cấp cứu vì ung thư phổi thì nghệ sĩ Lê Bình cũng lặng lẽ vào viện. Đây là xạ trị ung thư phổi và giai đoạn cuối. Thời điểm đó, nghệ sĩ Lê Bình bị một cơn đau nhói ở lưng. Ông thấy người mệt nên đi khám bác sĩ. Khi chụp phổi, bác sĩ phát hiện một khối u bệnh đã di căn sang xương. Hiện tại, nghệ sĩ Lê Bình đã vừa uống thuốc, vừa xạ trị, hóa trị, bao nhiêu tiền tích góp được cũng dần cạn kiệt. Nhưng vì e ngại, không muốn ai thương hại nên Lê Bình giấu và chấp nhận, đâu vào đó, không than vãn. Đồng nghiệp trong nghề chỉ biết chuyện khi tình cờ một khán giả nhận ra ông với cái đầu trọc không còn tóc, hối hóc và chụp hình đăng lên mạng xã hội. Khi một bạn tới viện thăm, nghệ sĩ Lê Bình còn đang trì nước, ông ngồi xếp bằng trên giường, tay lần chuỗi hạt, vui vẻ nói chuyện với mọi người. Bác sĩ điều trị của Lê Bình cho biết, ông cần tiếp tục hóa trị thêm 3 tháng, mỗi tuần vào viện 2 ngày để truyền thuốc. Những ngày còn lại, ông được về nhà nghỉ ngơi. Tóc của nghệ sĩ Lê Bình đã rụng hết và ông không còn thể đi đóng phim do sức khỏe quá yếu. Điều đó cũng có nghĩa là giờ đây Lê Bình không còn có thu nhập. Được biết, trong thời điểm này, Lê Bình không có người thân nào bên cạnh trong nom, ngoài hai đệ tử đồng thời là hai con nuôi của ông. Chia sẻ với phóng viên, nghệ sĩ Quốc Thuận nói, ban đầu tôi nhận được tin từ Ngọc Tưởng. Tin này do một bạn khán giả chụp hình chú đưa lên Facebook cá nhân. Nếu vị khán giả đó không vô tình gặp và chụp hình chú thì anh em trong nghề cũng chẳng hay, chẳng biết vì chú giấu hết. Tôi gọi điện thì chú cười, không sao đâu Thượng ơi. Chú Lê Bình không đi quay được nên mọi thứ đang rất khó khăn. Chú Bình không muốn kêu gọi giúp đỡ. Tôi đã phân tích cho chú biết rằng mọi người từ anh em nghệ sĩ đến khán giả, cộng đồng yêu mến chú qua vai diễn, ai cũng muốn chia sẻ bệnh tình của chú. Tôi nói với chú câu này, cũng câu này nên chú mới để tôi chia sẻ, kêu gọi trên Facebook. Nghệ sĩ luôn sợ bị mang tai tiếng này, thế kia, nhưng những lúc như thế này, lúc những người nghệ sĩ cần chia sẻ tình cảm thì luôn chung tay với nhau giúp đỡ bất hạnh hơn mình, đó là tình nghệ sĩ. Lúc này, chú phải nhận được tình nghệ sĩ của đồng nghiệp, sự giả sử, chú thấy nghệ sĩ khó đau, bệnh tật, chú có giúp hay không? Chúng con biết chú bệnh nhưng thế này làm sao chúng con yên lặng được. Chú bảo đừng nói nữa, nói hồi tao khóc bây giờ. Tôi nói con xin phép chú cho con chia sẻ thông tin này trên Facebook của con. Con không kêu gọi mọi người thương hại chú, con chỉ báo với mọi người là chú đang mắc bệnh này, nếu đang khó khăn. Thế nhưng sau khi một số người anh em trong nghề kêu gọi giúp chú thì con gái của chú nhận được nhiều tin nhắn phản cảm, nói về những lời không hay về gia đình. Tôi gọi điện và phân tích cho bé hiểu, ngay cả những người làm việc thiện nguyện như anh Đại Nghĩa, Tiến Lực hay tôi cũng bị một số người nhắn tin xấu, inbox chửi làm việc bao đồng rằng tại sao không chia sẻ với mạng xã hội bên ngoài còn nhiều người bất hạnh. Khi tôi vào Facebook của những người đó, tôi thấy họ là đa phần là thành phần cố tình chia rẽ tình cảm con người với mọi người, nghệ sĩ với khán giả. Tôi nói với con chú Bình rằng chỉ vì sĩ diện, vì một cá nhân xấu mà từ chối tấm lòng của anh chị em, cô chú nghệ sĩ thì đó không phải là lòng mình phụ lòng họ không? Ba con đang hàng ngày dành sự sống, mà sự sống là thuốc, là tiền, còn muốn ba con chết sớm không? Tôi dặn con gái chú Bình hãy yên tâm, có chuyện gì cứ nói với cô, với chú, với tôi và phải bỏ qua những lời không hay, không đẹp đó, tập trung tất cả lo cho ba mình trước. Từ chuyện dàn sao việc chung tay ủng hộ Mai Phương chống chọi lại bệnh ung thư khi ánh lửa của tình nghệ sĩ được thắp sáng. Có một số biết việc rất khác, nơi đó thấm đậm cái tình, sự tương trợ, đùm bọc lẫn nhau, chứa trong sâu thẳm từng người nghệ sĩ. Nhắc đến sự biết việc,
ai cũng nghĩ tới một thế giới đầy rẫy chiêu trò, sự khắc nghiệt phía sau ánh hào quang sân khấu. Bởi ngày nay, những thông tin được tới khán giả, nếu không có scandal, cũng là các màn đấu tố qua lại, chuyện tình cảm hợp tan như cơm bữa. Cũng vì lẽ đó, rất nhiều người đã không tin vào cái tình trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, bên cạnh mặt trái tiêu cực đó còn một số sự thật khó chối bỏ của những người nghệ sĩ đang cùng ăn cơm tổ nghề, chính đó là sự đùm bọc mà họ dành cho nhau khi hoạn nạn. Đã nhiều năm nay, thứ tình cảm vẫn được thắp sáng mỗi khi những người nghệ sĩ gặp khó khăn quá lớn trong cuộc sống, để cho dư luận và những người có nhiều ác cảm nhất về showbiz cũng phải cảm động vì tinh thần tương trợ của những người nghệ sĩ. Những ngày qua, chứng minh rõ ràng nhất cho cái tình, cái nghĩa của những người nghệ sĩ luôn ấm áp đó chính là việc dàn diễn viên sao Việt cả trong và ngoài nước cùng chung tay kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ diễn viên Mai Phương vượt qua căn bệnh ung thư phổi. Có lẽ đã lâu lắm rồi, khán giả mới thấy cái tình nghệ sĩ lan rộng đến thế. Tất cả những người nghệ sĩ từ trong Nam, ngoài Bắc đến hải ngoại đều khóc cùng những người nữ diễn viên ngay khi biết tin. Có những người nghệ sĩ chưa một lần gặp mặt, chưa một lần hợp tác với Mai Phương đều sẵn lòng đứng ra chung tay kêu gọi khán giả khắp nơi ủng hộ, giúp nữ diễn viên Tiến Dương cầm trong đêm có thêm chi phí chữa trị. Trên mạng xã hội, hàng trăm status kêu gọi giúp đỡ, từng lượt thống kê số tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm được những nghệ sĩ thân thiết với Mai Phương ghi nhận lại. Ngay cả những bài thuốc quý, các loại dược liệu có khả năng chữa được căn bệnh của Mai Phương cũng đang được gặp phải nhiều dàn sao Việt tìm kiếm và gửi đến cho nữ thân nhân nữ diễn viên. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên còn tổ chức một đêm nhạc mang tên Tình Nghệ Sĩ để có thêm kêu gọi giúp đỡ Mai Phương, mong một phép màu xảy ra. Lúc này, cả showbiz Việt giống như một đại gia đình đáng quý để nữ diễn viên Mai Phương, dù đang chống chọi với nỗi đau thể xác vì căn bệnh hành hạ mỗi ngày, nhưng cũng phải chờ cơn đau đớn, cảm thấy cô đơn. Còn nhớ, vào tháng 9 2016, đêm nhạc Tình Nghệ Sĩ cũng được các sao Việt chung tay thực hiện, thu về 300 triệu đồng tiền ủng hộ để giúp đỡ cho Minh Thuận đang đối chọi với căn bệnh ung thư phổi. Đáng xúc động hơn, trong lễ tang của Minh Thuận, các nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà còn tổ chức một đêm nhạc nho nhỏ để hát lại những ca khúc mà nam ca sĩ từng thể hiện, một cách khẳng định tình cảm mà giới nghệ sĩ dành cho Minh Thuận, ngay cả khi anh đã rời xa cõi tạm. Cuối tháng 10 2014, cả làng giải trí bàng hoàng khi nghe tin nam diễn viên người mẫu Duy Nhân bị ung thư vòng họng. Thời điểm đó, Angela Phương Trinh từng hợp tác với Duy Nhân đã mang số tiền 100 triệu đồng đến nhà trao tận tay nam diễn viên người mẫu và tổ chức sinh nhật lần thứ 28 cho anh. Hình ảnh ngày sinh nhật giản dị với sự góp mặt của Angela Phương Trinh và vợ chồng Duy Nhân đã khiến khán giả không giấu được xúc động. Ngoài ra, trên mạng xã hội, đông đảo nghệ sĩ cũng vào cuộc kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ Duy Nhân có chi phí chữa căn bệnh hiểm nghèo này. Đêm nhạc từ thiện do diễn viên Gia Bảo tổ chức, giải bóng đá của MC Bình Minh và những hoạt động ý nghĩa của các nghệ sĩ thực hiện dành cho Duy Nhân. Dù có số tiền chữa trị khi đó nam diễn viên người mẫu lên đến cả tỷ đồng, nhưng với tấm lòng mà anh em nghệ sĩ gửi tới khiến Duy Nhân phải nghẹn ngào cho biết, đó chính là sức mạnh to lớn để anh thêm lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Năm 2013, Siêu Black nợ nần đến mức bị chủ nợ liên tục truy đuổi. Khi đó, đa phần công chúng đều lên án nữ ca sĩ vì cờ bạc mà hủy hoại cả sự nghiệp nhiều năm gây dựng, đánh mất lòng tin của nhiều khán giả. Nhưng vậy, bạn bè nghệ sĩ thân thiết của cô vẫn không quay lưng và những người duy nhất ở bên vực cô và vực dậy cô ở thời điểm khó khăn nhất. Trong số đó, Phương Thanh đã tổ chức một đêm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như danh hài Hoài Linh, Cát Phượng, Quang Hà để giúp đỡ Siêu Lách chi trả nợ nần. Trên sân khấu, giọng ca trống vắng, nhiều lần nghẹn lại và
và rơi nước mắt khi nói về hoàn cảnh của người bạn thân. Không những thế, Phương Thanh cũng là người đứng ra dàn xếp các chủ nợ thay Siêu Black. Vẫn biết số tiền ủng hộ không thể chi trả hết số nợ nữ nghệ sĩ đang gánh chịu, nhưng cũng chứng minh tình cảm nồng ấm giữa các nghệ sĩ. Và một câu chuyện nữa cũng không thể nhắc tới, chính là cả showbiz Việt đứng ra giúp đỡ nam ca sĩ Quang Bi Tuấn Anh sau khi biết tin anh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và thiếu kinh phí chữa trị vào năm 2012. Rất nhiều đêm nhạc do các nghệ sĩ từ Bắc vào Nam đã khiến gia đình và bản thân của Quang Bi Tuấn Anh thật sự xúc động. Trên sân khấu đêm nhạc Cảm Ơn Năm Đó, Quang Bi Tuấn Anh đội mũ, đeo kính che mặt, nhưng nhiều lần anh phải nấc nghẹn vì cảm động trước tình cảm của bạn bè và nghệ sĩ, các đàn anh, đàn chị trong nghề dành tới cho mình. Sẽ không quá lời khi khẳng định đêm nhạc Cảm Ơn vào 6 năm về trước vẫn luôn động lại trong tâm trí khán giả Việt, một sân khấu đầy ắp tình yêu nghệ sĩ ấm áp và ngập tràn nghĩa cử cao đẹp. Trên đây chỉ là một vài số trường hợp chứng minh tình nghệ sĩ vẫn còn hiện diện trong làng giải trí. Thực tế, mỗi ngày trôi qua vẫn còn rất nhiều sao Việt dùng số tiền cát xê của mình để gửi tới các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, hay dành tặng cho những đồng nghiệp đang chịu những nỗi đau vất vả hơn mình. Chẳng hạn như nghệ sĩ Hoàng Lan, nhiều năm nay một mình chống chọi với bạo bệnh. Tuy nhiên, cô luôn được bạn bè, đồng nghiệp, các ca sĩ, diễn viên thường xuyên đến thăm hỏi và tổ chức quyên góp giúp đỡ cô có cuộc sống thoải mái hơn khi đã rời xa sân khấu. Có những hành động được nhiều người biết đến, cũng có những hành động âm thầm, không phô trương. Nhưng chung quy lại, có đều là những việc làm cao cả, cao đẹp, như một khía cạnh tươi sáng trong lòng showbiz Việt vẫn được biết đến, đầy rẫy những chiêu trò nhiễu nhương. Nghệ sĩ Hoài Linh từng nói, người nghệ sĩ ngoài những tai tiếng thì cái tình và sự đùm bọc lẫn nhau như đã trở thành một thói quen. Nghệ sĩ trước tình cảnh khó khăn của đồng nghiệp mà không giúp trước thì đợi tới ai đây? Câu nói rất đúng với showbiz Việt lúc này. Dù chỉ là những hành động rất khó, rất nhỏ, nhưng lại có sức lan tỏa rất rộng lớn và đủ lên giá trị nhân văn đáng nể trân trọng. Ngay cả khi giá trị đó ở showbiz Việt ngày nay hay cuộc sống đời thường vẫn vậy. Cảm động, Huyền Linh đi chân đất, ngồi bệt xuống sàn nhà khi đến thăm hỏi Mai Phương. Mai Phương tiếp tục nhận được sự yêu thương từ nhiều người và từ phía đồng nghiệp. Nữ diễn viên Mai Phương hiện đang điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi thông tin được giới truyền thông đăng tải, có rất nhiều các đồng nghiệp thân thiết đã đến tận bệnh viện để thăm hỏi, động viên tinh thần nữ nghệ sĩ sinh năm 1985. Sáng ngày 21 tháng 8, diễn viên Ốc Thanh Vân và Á hậu Kim Chi cùng một số người đã đưa bé La Vi, con gái của Mai Phương và tình cũ Phùng Ngọc Huy vào bệnh viện để đón sinh nhật 5 tuổi cùng mẹ. Dù sức khỏe yếu, nhưng nữ diễn viên cỏ dại vẫn thoải mái mặc trang phục đời thường để cùng các con gái đầu lòng thổi nến mừng tuổi mới. Cũng có mặt tại bệnh viện cập nhật tình hình mới của Mai Phương, MC Anh Khoa cho biết: Mai Phương hiện tại khỏe và luôn mỉm cười, rất lạc quan. Em đang trong thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức. Dĩ nhiên là em phải tiếp nhận điều trị để bảo vệ khung xương trên cơ thể mình trong thời gian điểm này và chữa phổi của mình. Sau đó, khi khỏe lại, em sẽ được cấp phép về nhà tiếp tục điều trị và theo dõi. Để thống nhất với thông tin sức khỏe của em không bị nhiễu thông tin ra bên ngoài, nên anh em chúng tôi có nói là tình hình sức khỏe của em được thông báo chính thức từ Ốc Thanh Vân và anh Đại Nghĩa, chị Hồng Vân. Ngoài Ốc Thanh Vân, Kim Chi, Anh Khoa, ngày hôm qua, MC Quyền Linh đã cùng các diễn viên Minh Hằng, Dương Cẩm Linh cũng sắp thời gian đến hỗ trợ Mai Phương. Vẫn với hình ảnh đời thường, giản dị thường thấy, Quyền Linh không ngại đi chân trần, ngồi bệt xuống đất để trò chuyện với đàn em. Theo tâm sự của Minh Hằng, MC Quyền Linh đã khoe những tin nhắn mà khán giả hỏi thăm dành cho sự quan tâm đến Mai Phương. Không khí trong phòng bệnh tràn ngập tiếng cười chứ không than vãn. Đặc biệt, Mai Phương thể hiện tinh thần khá lạc quan.
Hiện tại, Mai Phương bắt đầu bước vào giai đoạn điều trị ung thư theo phác đồ điều trị của các bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Quân y 175.